Cả nhà, hôm nay thì kênh Thái TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái thông tin, đó chính là cái trận đấu giữa câu lạc bộ Hải Phòng và câu lạc bộ Becamex Bình Dương đã có bất ngờ xảy ra ngay tại phút thứ 6 khi mà Becamex Bình Dương đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước với bàn thắng của Vũ Đạt, một cái pha bóng đá phạt góc từ phía bên cánh trái theo hướng tấn công của Becamex Bình Dương. Và Vũ Đạt đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu làm tung lưới bên phía câu lạc bộ Hải Phòng, nâng tỷ số lên cho câu lạc bộ Becamex Bình Dương. Hiện tại bây giờ là 1-0. Đây là một cái kết quả có thể nói là rất là bất ngờ khi mà câu lạc bộ Hải Phòng đang còn có phong độ cực cao và có thể nói là đang còn cạnh tranh chức vô địch với là câu lạc bộ Hà Nội, mà để cho câu lạc bộ Becamex Bình Dương không có được cái lực lượng mạnh và thi đấu phập phùng trong cái thời gian vừa qua tại V-League dẫn trước. Và đây là một cái kết quả không vui đối với lại là câu lạc bộ Hải Phòng và rất là vui đối với lại là câu lạc bộ Bình Dương nha quý vị. Và bây giờ Thái TV cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video sau cái diễn biến của trận đấu này. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay bổ ích thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một lượt đăng ký kênh để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo, di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hát livestream thì hãy liên hệ với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thái TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.